diễm đi. Đống rác rưởi như mày không bao giờ có chỗ đứng trong cái nhà này. Tại sao? Đó là nghiệp chủ. Tôi ghét mày. Con phải làm cho Minh Khuê trở thành một đống đổ nát, con hiểu chưa? Tôi muốn loại bỏ Phúc Bảo một cách triệt để. Tại sao con lại đối xử với tôi như thế? Đón xem Hồn Lụa lúc 21 giờ từ thứ hai đến thứ sáu, bắt đầu từ 26 tháng 4 năm 2019 trên UTV.